Linh anh Mai hỏi mình là sau ốm bé nhà em ăn biếng ăn kinh khủng, bé không chịu ăn gì, nhất là thứ gì có thịt, ăn canh đôi chút thôi, có cách cải thiện không? Thứ nhất là cho mình thông tin là không biết bé nhà mình mấy tuổi rồi, và thứ hai nữa là bé ốm, cụ thể là bé ốm như thế nào ấy, thì ý là bệnh gì đã được bác sĩ chẩn đoán bệnh gì. Còn sau sau ốm biếng ăn thì có thể có hai lý do mẹ nghĩ đến, là sau ốm thì thường các bé hay phải dùng kháng sinh đúng không, thì kháng sinh nó sẽ liên quan đến, mặc dù nó tiêu diệt vi khuẩn có lợi nhưng nó sẽ diệt cả cái hệ vi sinh, hệ vi khuẩn có ngoài, nó không những tiêu diệt vi khuẩn có hại đã, mình nói ngược tí, nó còn tiêu diệt cả vi khuẩn có lợi, chính là cái hệ vi sinh có lợi, lợi khuẩn trong đường ruột để giúp bé tiêu hóa thức ăn. Thì khi mà cái việc tiêu hóa thức ăn của bé nó kém đi thì bé sẽ gọi là biếng ăn, chán ăn hơn, và đấy là một ý. Rồi ý thứ hai nữa là sau ốm các bé cũng sẽ có thể là sẽ có đi đến thiếu kẽm nữa nhá, thì mẹ có thể nghĩ đến hai thứ để cải thiện cho bé biếng ăn này. Một là bổ sung men vi sinh cho bé để cân bằng lại hệ vi khuẩn đường ruột, nhất là sau khi bé có sử dụng kháng sinh, thường bé ốm nếu mà có sốt hoặc là thông thường sẽ phải sử dụng kháng sinh đúng không ạ? Đấy là thứ nhất. Ở thứ hai mẹ bổ sung thêm kẽm cho bé, kẽm C nhá. C nó sẽ có tác dụng là tăng hấp thu cả kẽm nữa. Còn về liều hay chế phẩm như thế nào thì mẹ có thể inbox cụ thể mình nhá, để mình dẫn bằng hình ảnh hoặc là viết ra là sẽ dễ hơn cho mẹ. Mẹ thảo Mai hỏi mình là: Trường ơi, em muốn bổ sung kẽm cho bé 2,5 tuổi, chưa bổ sung là